Công việc của công ty thế nào rồi hả Thơm? Anh hỏi về kinh doanh hay việc thành lập công ty? Cả hai. Công việc ở chi nhánh vẫn suôn sẻ. Còn việc thành lập công ty, chắc thủ tục cũng sắp xong. Nhìn gì mà như nước chửng người ta vậy? Mới có một thời gian mà anh thấy em thay đổi nhanh quá. Ở địa vị của em, bây giờ phải đối ngoại giao tiếp, nên cũng phải chỉnh trang đôi chút. Cũng vì công việc thôi mà. Anh có nói sao đâu. Nhìn vào mắt anh em biết. Đừng nghĩ khác về em mà tội nghiệp. Em làm tất cả cũng vì tụi mình. Anh biết chứ. Anh, lâu rồi mình không gặp nhau. Em nhớ anh lắm. Alo, tôi Hải đây. À, An à, vừa mới ra xong. Sao? Phải đi ngay à? Được rồi. Một lát nữa không được sao anh? Người ta gọi thì phải đi chứ. Thôi anh đi nhé, Thơm về đi. Em đứng với anh một chút nữa không được sao? Còn sớm mà. Anh đi, thời gian không nói trước được. Còn phụ thuộc vào công việc ở bên đó. Mọi việc ở nhà, em cố gắng duy trì tốt công việc của chi nhánh nhé. Chẳng lẽ lâu nay công việc ở chi nhánh không tốt à? Là anh dặn thế. Mọi khi có anh ở nhà, có việc gì anh chủ động giải quyết được. Bây giờ trông chờ tất cả vào em đấy. Em biết rồi. Anh còn dặn gì em nữa không? Còn cái thủ tục thành lập công ty, nếu có vướng mắc gì em cứ bàn bạc với anh Thìn để giải quyết nhé. Hóa ra anh chỉ có công việc thôi. Anh không dành cho em được một lời sao? Em thông cảm cho anh. Công việc nó bề bộn quá. Anh không còn một chút thời gian nào để nghĩ đến chuyện riêng tư nữa. Anh nói xạo. Thực ra anh chẳng có một chút tình cảm nào với em cả. Chuyện đó để lúc khác nói có được không? Lúc nào? Anh còn bắt em phải đợi đến lúc nào nữa? Thơm. Ủa, sao anh lại đến giờ này? Anh vừa ở trong kia ra, đến thăm Thơm không được hay sao? Định xuống phòng thì bảo vệ nói em đang ở trên này. Em đã thuê phòng cho bọn trẻ ở ngoài. Thế là phải. Thơm cũng nên mua lấy một ngôi nhà riêng. Em cũng đang tính, nhưng nản quá. Không biết anh Hải tính sao? Còn tính gì nữa? Hai người chả đã là vợ chồng rồi còn gì? Có mỗi cái giấy kết hôn thì làm được gì? Sao hôm nay đi đâu cũng toàn gặp chuyện buồn này nhỉ? Thơm này, hay mình đi ra ngoài nhậu chơi đi. Đi đâu bây giờ? Muộn rồi. Thôi, ngồi đây uống được. Anh có một chai rượu mang từ trong kia ra, định để mai mốt mời Thơm. Rượu của một người bạn mang từ nước ngoài về tặng. Làm một ly rồi giải bày, hả? Uống đi Thơm. Lúc nào buồn anh cũng chỉ biết tìm đến với rượu. Thế là quên hết. Em cứ nghĩ, cứ lấy nhau, rồi tình yêu sẽ đến sau. Không ngờ, càng ngày, anh càng xa em. Rồi Hải sẽ phải hối tiếc. Người như Thơm muốn ai mà chả được.
Ấy, khéo. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi mà. Thơm, cũng phải biết sống cho mình chứ.